Máy rửa cái da anh xin giới thiệu mọi người một cái mẫu bình full 20 lít của Begas, giá gọi là cực kỳ ưu đãi trên thị trường luôn mọi người ạ. Đây là mẫu bình Aqui rồi sao nhá mọi người nhá, mẫu mới BGA20C1, ngày xưa là BGA20C, đã làm nên cái thương hiệu của bình thuốc sâu Begas rồi mọi người ạ. Được khách hàng lựa chọn quá nhiều rồi. Và tiếp theo đây là BGA2C1, là mẫu phân khúc giá mềm hơn mọi người xem này. Mình đang đấu với 5 cuộn 50m, tổng là 150 m dây nhá mọi người nhá. Full xương ra này. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem này. À, đây. Một cao chưa mọi người? Đó, mọi người thấy không? Đây là bếp 3 inox nhá mọi người nhá. Đấy, dùng bếp 3 inox qua 150 m rồi mà nó đẩy ra cái lượng thuốc ra của nó bóng mịn. Đây là lượng thuốc ra gọi là bóng, quá bóng và mịn luôn mọi người ạ. Đây, đều. Đấy, lượng thuốc ra quá đều và đẹp luôn. Đây nhá mọi người nhá. Đó. Đó. Và bây giờ mình sẽ mở hộp giới thiệu cái mẫu này cho mọi người tham khảo này. Đây mọi người ơi, bên hãng vừa cập nhật cho bên mình là 20 bình mọi người ạ. Ở ngoài Hà Nội, cửa hàng bên mình là hãng chỉ phân phối bên mình là 20 bình thôi. Đây mọi người, mình sẽ mở hộp một mẫu ra và sẽ cho mọi người xem bên trong gồm những gì nhá mọi người nhá. Đây, mình sẽ lấy một mẫu ra này, sẽ mở ra xem là ở bên trong cái bình phun thuốc sâu này bao gồm những gì. Trước tiên mình mở hộp thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Dung tích của bình là 20 lít, sử dụng một củ bơm Aqui là 12V 8Ah, lưu lượng full max có nghĩa là tối đa đấy, cao nhất đấy là 5 lít trên 1 phút. Áp lực của cái mẫu này là 80 PSI. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch của công ty xuất nhập khẩu Bảo Tín, có 3 trung tâm bảo hành ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Thương hiệu Begas thì quá nhiều những cái dòng máy về nông nghiệp rồi. Đó, bây giờ mình sẽ mở hộp cho mọi người xem nhá. Đây bên trong của bình nhá mọi người này. Mình sẽ bỏ này. Đầu tiên mình thấy là một cái thẻ bảo hành nhá, một quyển sách hướng dẫn. Đó, và những cái bếp phun, một cái đầu núm xoay màu bạc bạc này mọi người này, để mình nắp vào cái núm chiết áp nhá mọi người. Tí nữa mình sẽ chỉ cho mọi người xem. À, cơ bản đây, bếp nhựa. Đây là một cục sạc 1.2A nhá mọi người. Sạc 12V 1.2A này. Đây là một cái dây phun. Dây này rất là mềm. Dây này là dây không phải là dây này là dây nhựa cao su. Dây này thì mềm quá. Đây mọi người. Tiếp theo đây là bình phun nhá mọi người nhá. Bình phun này. Ngoài ra còn có trong mình là một cái tay cầm, đây là gọi là tay cầm bóp nhá mọi người nhá. Nó có hai loại tay cầm, một tay cầm van bi, một loại tay cầm bóp. Đây là mẫu tay cầm bóp này. Một chiếc cần phun có thể kéo dài ra được nhá mọi người. Mình có thể kéo dài ra được. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về chiếc máy này nhé mọi người. Đây, máy thì đứng trước là có cái logo của Begas, người ta dập nổi trên cái vỏ nhựa của máy này. Model là BGA20C1. Cái bảng hiển thị thì nó là bằng điện tử nhé mọi người. Đây là cổng ra, thì dòng này nó thiết kế là dây rời và nó có cả một cái nắp bảo vệ cho mình nữa. Có nghĩa là khi mình sử dụng xong thì mình có thể nắp lại để tránh cái tình trạng côn trùng nó chui vào trong cái phần bên này, làm tắc nghẽn các thứ. Bên cạnh đây thì còn có là công tắc nguồn này. Đây thì khởi động công tắc đây. Là đèn báo này mọi người. Đó. Rồi, nếu như mà mình chuyển sang chế độ tắt thì mình sẽ sử dụng được cái chiết áp này nhé mọi người. Đây. Đó. Mình kêu nó tách phát là nó dừng lại. Bên cạnh đấy là cổng sạc. Đó. Ở sau của bình thì sẽ có một cái tấm đệm lưng này. Ở cái dây quay đeo thì bên hãng người ta đã nắp sẵn cho mình rồi nhé mọi người. Mình cởi đeo. Đây Aqui là người ta thiết kế để mình có thể tháo ra, mình thay Aqui một cách nhanh chóng. Trong cái trường hợp mình đi rẫy, mình phun cái thời gian dài, đó, mình có thể tháo ra mình thay Aqui một cách nhanh chóng nhé mọi người nhé. Đó. Nó là Aqui, nó không được giống như cái con 200C dòng lót tiền kia đâu, nhưng mà mình vẫn có thể là dùng cái gang là mình tháo ra được nhé mọi người nhé.
vẫn tháo ra là vẫn tiện lợi hơn, mình không phải mở cả một cái nắp ở đằng sau nữa nhé mọi người. Nhiều khi những cái dòng kia là muốn thay ắc quy là mình phải tháo hẳn cái nắp bít ra, mình có tua bít mình tháo hẳn cái nắp bít ra. Nhưng những cái mẫu này thì người ta chỉ thiết kế cái như thế này, thì vần thiết kế này thì nó lại tốn chi phí hơn thôi, nhưng mà được cái là sẽ tiện lợi cho người dùng. Phần đế này rất là dày đúng không? Và cái phần đế mọi người có thể thấy này, cực kỳ dày dặn luôn. Bên dưới đây người ta còn thiết kế một cái nắp nữa này. Nắp này để mình có thể là đấu nối sửa chữa nó nhanh gọn, nó không phải táo hết ra. Giá thì mình thấy là bình 20 lít đấy, giá gọi là quá là ưu đãi luôn. Trọng lượng của bình đây là chưa có thuốc là rơi vào tầm khoảng 4,8 kg nhá mọi người nhá. Đây, bên trong xem còn những gì nhá, thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Thì đây là mình để thuốc này. Đấy, cầm đó, rất là dày dặn. Đấy, nhựa, chất lượng nhựa ấy, mọi người nhìn này, chất lượng nhựa là nhựa trong, có nhìn nó chất lượng hơn rất nhiều so với những cái mẫu rẻ tiền trên thị trường. Thì cái nhựa nó có cái dạng kiểu nó vẩn, nó đục hơn đấy mọi người. Cái chất lượng nó không được đều, nhựa màu nó không được đều, rất là đẹp. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Thì cái mẫu này ấy, thì nó lại chưa kèm cho mình cái backbay inox mọi người ạ. Cái mẫu BGA20C1 thì nó lại kèm cái backbay inox mà bên mình đang bán là 850.000 đó. Đó mọi người. Thì ở cái mẫu này giá bên mình ưu đãi khách hàng chỉ có 750.000, tặng thêm một cái backbay inox này nữa nhé mọi người nhá. Tặng thêm một backbay inox và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nhận hàng tại nhà sẽ được đổ nước vào, mình phun thử rồi mình thanh toán, rất là an tâm. Cải tiến rất là nhiều. Đấy. Giá tiền thì lại được ưu đãi quá là nhiều luôn mọi người. Thì trong phân khúc mà tầm khoảng 750.000 là bình phun 20 lít ắc quy hàng chuẩn chính hãng nhập khẩu. Thì rất là an tâm mình lựa chọn rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh bên mình để cập nhật nhiều video bên mình mở hộp review những cái mẫu mới của bình phun thuốc nhé mọi người nhá. Những cái mẫu có đảo thuốc này, những cái mẫu bơm đôi này, pin lithium này. Đó, những cái công nghệ mới người ta luôn cập nhật mới thì bên mình sẽ review sớm cho mọi người để mọi người theo dõi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi máy tính lượng kinh doanh trước giờ. Xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.